Chào mừng các bạn đã đến với khóa Content tinh gọn của bên Hinu. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái nội dung tổng quan ở trong khóa học này. Chắc hẳn thì chúng ta đã được nghe rất nhiều cái từ là Content is King rồi phải không nào? Nhưng cụ thể nó là như thế nào và vận hành ứng dụng và vai trò cụ thể ra làm sao thì có vẻ như là chúng ta vẫn chưa hiểu thực sự bản chất của nó. Thì trong cái khóa học này thì mình sẽ giải thích cho các bạn một cái cách cặn kẽ nhất để các bạn có thể hiểu và ứng dụng vào cho cái công việc kinh doanh của chúng ta. Sau đây thì Hiếu sẽ tóm tắt những cái nội dung cơ bản mà Hiếu sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cái khóa học Content tinh gọn này. Đầu tiên đó chính là tổng quan về Content. Hiếu sẽ giải thích cho các bạn về những cái khái niệm content, sau đấy thì chúng ta sẽ phân tích sang cái khái niệm content marketing. Qua đó thì các bạn sẽ nắm được những khái niệm rất là gốc rễ và bản chất của vấn đề của cái từ content marketing. Sau đấy thì mình sẽ phân tích cho các bạn về content 3C. Content 3C ở đây tức là ba cái nội dung, ba cái lĩnh vực chính ở trong content chúng ta vẫn hay làm. Thứ nhất là content creator tức là người làm sáng tạo nội dung, content writer tức là người viết chia sẻ những cái giá trị, và cuối cùng là copywriter tức là người viết ra những cái nội dung quảng cáo hay là những cái nội dung chuyển đổi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái tư duy content. Đó thì đầu tiên đó chính là xác định vấn đề, tức là chúng ta sẽ cần phải xác định được những cái vấn đề của khách hàng hay là của cái người đọc trước khi chúng ta xây dựng ra những cái nội dung. Thì như vậy nội dung của các bạn bắt đầu nó mới có cái giá trị hơn, tức là nó sát được vấn đề hơn. Sau đấy thì chúng ta sẽ phân tích về những cái insight khách hàng, tức là những cái sự thật ngầm hiểu sâu thẳm ở bên trong khách hàng. Họ vô cùng thèm khát, vô cùng mong muốn nhưng lại rất khó để nói ra. Đấy thì mình cũng đã phân tích rất nhiều những cái nội dung insight ở trên kênh TikTok của mình rồi. Thế nhưng mà trong cái khóa học này thì mình sẽ phân tích cho các bạn một cách gốc rễ và bản chất hay là cặn kẽ để các bạn có thể hiểu và áp dụng cho cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Tiếp đến là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái ý tưởng để các bạn xây dựng ra cái content marketing. Không những vậy thì chúng ta sẽ cần phải học cách nghiên cứu từ khóa những cái không những vậy thì chúng ta cần phải học cách nghiên cứu từ khóa, tức là những cái vấn đề mà xã hội nó đang quan tâm nhiều hay là những cái nội dung trend, để làm sao mà chúng ta sẽ có cái kế hoạch cho cái việc xây dựng những cái từ khóa. Không những vậy thì chúng ta cũng sẽ cần phải tham khảo về đối thủ, tức là chúng ta sẽ cần phải biết đối thủ họ đang làm nội dung như thế nào, và qua đó thì chúng ta sẽ tham khảo để đưa ra những cái phương án, đưa ra những cái chiến lược cho bản thân của chúng ta. Sau khi mà nắm được cái tư duy rồi thì bây giờ các bạn sẽ cần phải nắm được cái công thức để xây dựng ra được một cái bài content nó có giá trị và hiệu quả. Ở đây thì mình sẽ phân tích cho các bạn về cái logic của nội dung, tức là cái nội dung ở đây ấy, bản chất nó sẽ được kết nối với nhau từ những cái đoạn như thế nào này, rồi cách giật tít tức là cách chúng ta tạo ra cái tiêu đề, và cái tiêu đề của chúng ta thì nó có vai trò như thế nào trong cái bài nội dung của chúng ta. Sau đấy thì chúng ta sẽ cần phải phân biệt được cái cách văn nói và văn viết như thế nào để làm sao mà nó hiệu quả cho với chủ đề các bạn. Và không những vậy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái tài nguyên để các bạn có thể tham khảo để các bạn phát triển. Và không những vậy thì đã có cái tool viết lại, chúng ta dựa trên những cái kỹ năng viết của bản thân thì nếu mà các bạn viết tốt rồi thì cái đấy là vô cùng tuyệt vời. Còn nếu mà chúng ta chưa có nhiều kỹ năng viết thì chúng ta có thể tham khảo những cái tool viết lại ở trên mạng, họ có free rất là nhiều để chúng ta tham khảo. Chúng ta có thể lợi dụng vào những cái tool đấy để nó viết cho chúng ta. Và gần đây thì đang có cái chat GPT. Ở trong cái khóa học tới thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chat GPT và cách khai thác nó như thế nào để ứng dụng cho cái việc viết content. Đấy thì trong khóa học này hiện tại đang không có, thì các bạn khi mà mua khóa học này ấy, thì các bạn có thể liên hệ với cả bên support của Hinu thì chúng mình sẽ gửi cho các bạn về cái nội dung phân tích cái chat GPT và phân tích cách xây dựng nội dung ở trên chat GPT như thế nào. Và cuối cùng sau khi mà chúng ta đã nắm được cái logic, cái công thức rồi thì chúng ta sẽ phải xây dựng ra được một cái chiến lược nội dung của chúng ta, tức là tất cả những nội dung của chúng ta ấy, nó xây ra nó phải có một cái kế hoạch, tức là nó phải có một cái sự logic và nó có một cái chiến lược tổng thể, như vậy nội dung của chúng ta nó mới có hiệu quả cao. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách xây dựng chiến lược nội dung này. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên các thời khóa biểu content các bạn. Và hướng dẫn cho các bạn cái cách làm seeding, tức làm sao mà cái nội dung của chúng ta bắt đầu nó hấp dẫn hơn mà nó thu hút được người ta quan tâm hơn, hay là đánh vào những cái hiệu ứng tâm lý của người đọc khi mà người ta nhìn thấy nội dung của các bạn. Và cuối cùng ấy thì là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn truyền tải nội dung như thế nào thì hiệu quả nhất. Thì các bạn sẽ cần phải hiểu về các cái nền tảng, ví dụ như các bạn xây dựng nội dung ở trên Facebook, các bạn xây dựng nội dung ở trên TikTok hay là trên YouTube, thì các cái nền tảng thì các cái nội dung của nó là khác nhau, thì chúng ta sẽ cần phải xem rằng cái lợi thế của chúng ta xây dựng được trên cái nền tảng nào, hoặc là chúng ta đang muốn đánh vào nền tảng nào thì chúng ta sẽ cần phải chủ động cho cái nội dung, cho cái nền tảng đấy. Và cuối cùng là thực hành và đánh giá. Đấy thì ở trong cái khóa học này ấy, thì ai phù hợp, ở đây thì mình có nốt cho các bạn một vài đầu mục, đó chính là những cái bạn trẻ đang tìm hiểu hay là bắt đầu về chủ đề marketing thì cái khóa học này nó cũng vô cùng ok, vô cùng phù hợp với các bạn. Hay là những bạn sinh viên đang theo học về cái chủ đề marketing và kinh doanh ấy, thì có thể nắm thêm cái kiến thức, kinh nghiệm thực tế và bổ sung với những cái lý thuyết ở trong sách vở, thì như vậy thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn và sát hơn thực tế. Và các cái cá nhân hay là các doanh nghiệp mà đang quản lý hay là đang cần phải xây dựng ra những cái chiến dịch marketing cho doanh nghiệp ấy, đấy thì song song với cái mục tiêu kinh doanh của các bạn ấy thì cái khóa học này vô cùng phù hợp. Và đặc biệt là những cái bạn mà đang theo chủ đề marketing này rồi ấy, thì cái việc nắm được cái khóa học này, học được cái khóa học này ấy,
thì nó bổ trợ cho các bạn nắm được những kiến thức nền tảng và nắm được những kiến thức chuyên sâu về những cái tư duy logic cực kỳ hiệu quả, cực kỳ phù hợp luôn. Đấy thì đây là những cái đối tượng mà mình đang hướng tới để các bạn có thể học cái khóa học này. Thì sau khi học khóa học này ấy, thì mình cũng tương tự như các cái khóa học khác thôi, thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn những cái nội dung, nếu mà các bạn quan tâm các bạn có thể đọc thêm ở đây, và đặc biệt là có cái số học, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ với đội ngũ sẽ tiến hành gửi cho các bạn. Đấy, và hiện tại thì cái khóa học này ngày trước thì Hiếu dạy với giá là 3 triệu một khóa. Với vừa rồi thì Hiếu đóng gói thành khóa online, Hiếu bán với giá là 1 triệu. Nhưng mà gần đây thì Hiếu để với giá là 650.000 thôi. Thì theo Hiếu đây cũng là một trong những cái chi phí là vô cùng là thực tế, vô cùng là nói chung là khá là rẻ. Các bạn thực sự mà các bạn thấy nội dung này có giá trị và hữu ích, và các bạn thực sự các bạn tin tưởng Hiếu cũng như là Hinu ấy, thì các bạn có thể đăng ký ủng hộ cho Hiếu cũng như là team Hinu, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó thì khi mà đăng ký thì các bạn có thể là đăng ký như sau: các bạn điền họ tên của mình, ví dụ ở đây Hiếu để là Đặng Minh Hiếu là tên của Hiếu, số điện thoại của Hiếu là 0985 969 251, đây là Gmail của Hiếu đó. Rồi sau đấy các bạn cần nốt thêm những cái nội dung gì thì các bạn có thể nốt lại. À, lưu ý một chút thì là những cái bạn mà đăng ký cái khóa học content tinh gọn này ấy, nếu các bạn khi mà học ấy, các bạn gặp vấn đề gì hay là các bạn có những cái câu hỏi hay băn khoăn ấy, thì Hiếu vẫn sẵn sàng tặng cho các bạn một cái buổi coaching marketing 1:1. Thì trong cái buổi coaching đấy thì Hiếu sẽ giải quyết cho các bạn tất cả những cái vấn đề các bạn đang gặp phải và tư vấn định hướng cho cái mục tiêu của bạn ở trong tương lai. Đấy thì đấy là những cái bạn đăng ký khóa học này thì Hiếu sẽ tặng cho các bạn một buổi coaching nhé. Các bạn cứ mua xong thì các bạn cứ đặt lịch với Hiếu, là hoặc là các bạn đặt lịch với trợ lý bên Hiếu, thì các bạn đấy sẽ thông báo cho Hiếu và Hiếu sẽ chủ động trao đổi với các bạn và lên lịch với các bạn. Đấy thì các bạn có thể nốt thêm một cái nội dung khác vào đây rồi các bạn đăng ký. Thế sau khi mà đăng ký xong ấy thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo hướng dẫn cách chuyển khoản, thì các bạn sẽ chuyển khoản theo cái nội dung là họ tên các bạn cộng với tên khóa học đây. Đấy thì các bạn viết nội dung khóa học và tên khóa học viết tắt thôi. Các bạn giả sử ở đây mình là Minh Hiếu mà, các bạn sẽ ghi là content tinh gọn đấy thì CTTG, các bạn biết thế là mình hiểu các bạn đăng ký cái gì rồi, và các bạn chuyển khoản với cái mức chi phí là 650.000. Đấy thì như vậy thì bên hệ thống của Hiếu nhận được nội dung ấy thì ngay tức thì khoảng tầm là 10 đến 15 phút sau là các cái đội ngũ cộng sự bên Hiếu sẽ gửi khóa học cho các bạn và sẽ cấp cho bạn một cái tài khoản, và các bạn sẽ vào cái phòng học này. Đó thì trong phòng học đấy thì các bạn sẽ được cấp một cái tài khoản, và các bạn vào phòng học đấy thì trong đấy đã mở sẵn các cái khóa học để các bạn có thể bắt đầu học rồi. Ví dụ như là đấy. Đấy ví dụ như là khóa content tinh gọn đây thì trong đấy đã có những cái video quay sẵn rồi. Và như Hiếu đã bảo là sẽ tặng cho các bạn một cái buổi coaching nữa, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái nội dung này, và hy vọng là có dịp chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài đời và chúng ta sẽ trao đổi về những cái nội dung về marketing sâu hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng Hinu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.